như thế nào nào. Wow. Đáng yêu lắm phải không các bạn? Rồi, tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem con lợn này nè. Con lợn màu hồng này rất là đáng yêu nè. Rồi, để mình bật nhạc để xem nha. Nó chạy đi đâu rồi các bạn ạ? Con lợn này đi chạy, chạy nhanh lắm. Nó chạy nhanh cực kỳ luôn đấy. Rất là đáng yêu luôn. Nhạc rất là thú vị nữa. Con lợn này có màu hồng rất là thích nha. Đây. Nhiều đồ chơi thú vị lắm đấy. Tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem chú lion này, con sư tử này, để xem nó có thú vị hơn hai con vật kia không nha. Cái mặt của nó rất là đáng yêu luôn. Mình bật nào. Nó cũng chạy nhanh cực kỳ luôn đấy. Không còn chỗ nào cho nó đi nữa rồi. Wow, wow. Bắt không kịp là nó rớt xuống luôn.